Thôi nó chạy xe đẹp rồi nó bị à, xe tăng. Tôi thường đội mũ bảo hiểm khi đi ra ngoài. Chỉ vì ngày hôm đó nhà có đám ma nên là bận quá. Chỗ đó nếu cũng gần. Nếu mà cháu nó ra khỏi nhà đội nón bảo hiểm tại chỗ nó cũng gần nhà. Đâu có đâu, con bé hôm đấy nó không đội mũ bảo hiểm. Con tôi nó liên tục ối mửa và không cử động được. Nó la rồi nó hôn mê, làm tôi sợ lắm. Từ đó tới giờ con tôi nó cứ ôm đầu, nó kêu đau quá, nó cứ như vậy. Nó vẫn bình thường, nhưng mà có cái gì tôi cũng không biết nữa. Con của tôi chỉ sống được có 6 ngày thôi. Ngày hôm đó tôi đưa con tôi đi học, rồi có một lái xe máy tông vào con tôi. Nếu mà tôi đội nón bảo hiểm cho nó thì nó không bị chấn thương ở đầu đâu. Nó bị ói mửa liên tục, bàn chân thì không cử động được. Mà chụp CT cho nó chỉ bị tụ máu bầm thôi. Lúc đầu thì tôi cũng rất là buồn, nhưng sau một thời gian tôi cũng quên đi. Trước khi bị tai nạn, nó học rất là giỏi, nhưng bây giờ càng ngày càng giảm xuống. Tính tình nó bất thường, nó cứ bứt tóc ở trước trán nên có chỗ bây giờ không còn có tóc nữa. Tôi khuyên mọi phụ huynh nếu đưa con mình ra đường thì phải đội nón bảo hiểm cho con mình. Nếu mà có xảy ra tai nạn thì mình phải gánh hết mọi hậu quả. Tai nạn khoảng 9 giờ tối thì tôi không thấy con tôi về. Thì tự nhiên phải báo cháu tôi bị tai nạn. Cháu tôi nó răng ra giữa đường, còn hai vợ chồng nằm mé, tức là bánh trước á, cáng lên đầu cháu tôi. Cháu tôi không được nón hồi đó cho nó nhỏ mà mới 6 tuổi. Tôi thấy cháu tôi cái bánh xe trước á, hơi chớm lên cái đầu. Cái đó là lỗi tự xem tên nơ chứ đâu phải tự con tôi. Khi ra đường, lên đội mũ bảo hiểm cho con. Và nếu có nón bảo hiểm thì sẽ tốt cho con chúng ta hơn. Con của chị nó chạy rất là đàng hoàng, mà trong này phóng ra cái nó chới với thắng gắt. Tôi nói thiệt, tôi rất là ân hận. Tết mà nó xin đi về quê chơi mà tôi không có bằng lòng cho đi. Con tôi thì nó rất là hiếu thảo, thương cha mẹ lắm. Trong cuộc đời mình nó mất cái gì cũng tìm lại được hết, nhưng mất người thân là không bao giờ tìm được. Tôi không ngờ là hai đứa ra đi như vậy. Nếu mà nó có bảo hiểm nó cũng chỉ gãy tay gãy chân thôi, chứ nó không đến đổi chấn thương sọ não. Không có đứa nào chảy miếng máu nào hết mà chết. Mà bây giờ tôi cũng không biết ai nữa. Chỉ biết hai đứa con mình chết thôi. Mình đội nón bảo hiểm để bảo vệ cho bản thân mình, tại sao lại không đội nón bảo hiểm để bảo vệ cho con mình?